cái trứng này nhau không? Nhau vậy, nhìn lại ngày xưa chính rồi bây giờ thì cái tầng kia, kia rất đẹp à, chứ không nhôm nhá như thế đâu. À, coi như là phòng to nhất, cái giường to nhất là nó Hà Nội đấy, cà phê giảm Hà Nội đấy. Ngày trước là em ở nhà này. À thế ạ? À? Vâng. Thế anh Hòa anh ấy biết ngay. Vợ chồng anh Hòa thì biết. Thấy không Toàn? Vẫn ngon anh ạ. Ờ, cái túi nó nồng. Đây này có một chị ở đây này. À. Đấy, chị này tên là chị à, Hiền. À, chị Hiền. Đấy, chị Hiền. À. Chị cứ ở đây thôi, chứ nếu mà chị bán là mình sẽ mua. Vâng. Thì là mình sẽ không phải đi chỗ khác. Dạ. Yeah. Ừ.